Rồi thâu rồi. Cứ rồi nó liếc kìa. Này con, nó này. Come on. Giỏi. Giỏi cực. Ủ quá nha. Ừ, quá nhà nội cũng có cái giỏi. Ơ, mai em đắt chưa lại. Con này liếc đó bà. Đó, thấy không? Dạ, liếc. Vậy đó. Liếc hoài. Nhìn mây nè. Nhìn lâu á. Con giống ngồi mình không? Không. Thấy giống ngồi mình. Vừa giảm đâu. Không có giọng này đâu. Đây là chiếc chân bạc. Yeah. Ủa gì vậy? Tao giờ thấy ngồi giọng nó khoái, nó mới chạy lên nó ngồi à. Lắc. Tại sao mẹ không lắc? Kìa ngon ghê, ăn giống vậy rồi. Rồi ăn chậu cho vui. Chậu ở trước nị. Sao mẹ nó hả? Con thích ngồi giọng. Ủa con nghĩ có nói chừng nào qua đây không mà? Tháng 10 10 lần nữa. Trời đang sẵn nhiều quá luôn. Mình về Việt Nam rồi. Dạ. Ai nói đâu. Đâu biết đâu, tôi nói đại luôn. Nào xong với tờ mới về Việt Nam. Rồi stop rồi. Này đó stop đi. Nè con. Nó nói cuối năm. Hello Lisa. Cuối năm cũng xong.